trận đấu giữa Tân Trường và Sĩ Văn được tường thuật trực tiếp từ sân công viên Các Hoàng Tử, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du. Trận cầu 10 nồi lẩu. Qua Hiệu Văn là thua 2 trận. Hôm nay thay bằng Sĩ, giờ Sĩ Văn. Tân Trường hôm nay trông có vẻ rất sung. Anh nhìn cho nó dọc. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Tỷ số 0-0. Cầu chưa qua lưới. Điểm 1-0 cho Văn Sĩ. Điểm 2-0. Trường có vẻ cóng. Cầu ngoài. Điểm 3-0. Chưa ra ngoài. Tỷ số 2-3 cho Trường Tân. Cầu đè tốt. Điểm 4-2. Sĩ phát cầu. Sĩ tâm lý lắm. Chân nhanh nhưng rất tâm lý. Trường hôm nay đánh đúng chiến thuật, đấy là Phong và Văn. Thì Văn không đập được chết được hai Tân Trường, nó rất khó đánh. Văn đập thì không thể chết được. Văn chuyên thủ. Văn là một trong tay thủ số má của huyện Tiên Du, đánh rất lì đòn. Tân chiêu Sĩ rồi. Đập vào giữa hai ông kia là chết. Điểm 6-4. Cầu
Trường Bồ Tốt điểm 5-6. Trận đấu khác Tân. Nên là tâm lý vững hơn thắng. Sân này kết nạp có hai đồng chí sinh năm 78. Ngựa đánh rất tâm lý. Đấy là Sĩ về Trường. Chỉ thêm một vài quả nữa là các bạn sẽ biết. Ngoài tiếc thật, rất đáng tiếc cho anh Văn. Rồi đến lượt Hoàng Văn Phá. Tỷ số 8-7. Cầu ngoài điểm 8 đều. Đấy, các bạn thấy bắt đầu chơi choạc rồi. Đập chả chết. Đấy, không tự tin. Điểm 11-8 cho Sĩ Văn. Lại sai chiến thuật rồi. Dần dần thấy cái cách biệt. Chín, mười ba. Lại đến ông sinh năm 78. Chân tay bắt đầu lóng ngóng rồi đấy. Cứ biết nào dẫn được khoảng 5 quả đấy. Thắng chặt. Thắng chặt. Hay quá nhỉ. Hay Trường đánh quả hay quá. 11, 13.
văn thì đập không chết được. Cầu phạt cầu rất hay. Anh sĩ lo ngóng rồi. 13 đều. Trước này thì hết khoảng 8 quả cầu. Các bạn xem 2078 phá nhanh lắm. Bên nào thủ là bên này phải. Thì công không chết được. Cầu 76 rất là lì. Quang ơi, thì hai anh em gặp đôi trẻ. Lại sai bài rồi. Hai đội đổi sân 16-14. Văn sĩ không duy trì thôi, tự nhiên lại đập gì. Anh Văn Anh đang đập không chết rồi. Trận cầu này có anh Văn là nhiều tuổi nhất. Cầu già, khủ lì, ra như đỉa đói. Chân đập tốt. Chân đập khá tốt. Hôm nay đập khá cắm, mọi người đập ngang khỏe. Chắc dần cầu trẻ dần dần thay đổi. Anh em góp ý nhiều. Dần thay đổi. Cầu về rất khỏe. Ngoài điểm 17-15. Trận đấu vẫn đang rất căng thẳng. Khả năng bên kia thắng hay cảnh nhỉ? Khả năng bên kia ăn. Cầu mình nhìn là trúng vạch. Chốt. Tân đã bắt bài. Không, em nhìn.
9, 7. Anh Văn đập thì không thể chết được tôi lại. Bình tĩnh em ơi. Chân rất nhanh, chân như tôm không. Cầu ngoài đấy em ạ. Chắc chiêu đi. Đập không chết thì đập làm gì em? Không cái là thằng có cầu ăn luôn còn gì nữa. Không lì 1-2 quả là ăn luôn. Đập 3 quả không chết, phông gái chết. Bình tĩnh. Cứ chém cái là có cầu đánh. Cầu tốt. Hiệu đã đến. Đừng bỏ cái lối kia. Không thấy ăn luôn. Em chỉ chém cái là sĩ chỉ hất lên thôi. Anh Văn chỉ hất lên rồi em có cầu em đánh tiếp. Thích đập thì đập. Non thì đập. Nhiều lúc nhìn ngon nhưng mà không phải là đập là chết đâu. Cứ bình tĩnh mà đánh. Trận đấu đang khá căng thẳng. Chắc này hết khoảng 8 quả cầu. Cho đôi cỏ cỏ này 8 quả cầu. Không nhiều. Tốn cầu. 20-21. Đấy, sinh năm 78 đập. Anh sĩ giờ vào lưới liên tục làm sao. Điểm 22-21. Tâm lý chỉ hơn ở 3-4 điểm là đánh hỏng hết. Vì muốn giết cho nên là rất dễ hỏng. Đấy. Anh em thấy không? Tâm lý sân này anh Văn này nắm vững nhất. Cầu già. Anh Văn thì nó là tinh thần thép rồi, đẳng cấp. Mỗi tội rượu nhiều, sức khỏe anh cũng yếu. Còn cầu của anh ấy là đẳng cấp rồi. Đấy,
lại chậm lại, đánh vào áo xanh ấy, cứ anh sĩ mà đánh. Cứ anh sĩ mà đánh, anh sĩ đang tâm lý nặng nề. Đấy, đập rất bổng. Đập rất cao. Không sao. Chậm chạp rồi. Giờ đánh tí là ăn này. Đấy. Đấy, ông vua chiến thuật những quả này kìm hãm anh sĩ lại đúng. Giờ cho anh sĩ đánh hỏng hết. Cầu tốt. Không. 7-3. Bây giờ anh sĩ đánh 10 quả hỏng 9. Đấy, các bạn thấy đấy, những trận đấu căng thẳng tâm lý của mấy ông 7-8 này nặng nề lắm. Anh sĩ lại đánh hỏng giờ. Đấy, thấy không?